cái sức trẻ thì tụi em muốn làm ra được cái những cái sản phẩm gì đó để mà khi mình học, vừa học mà vừa có thể đóng góp ra được cho thực tế, giúp ích thực tế, thì cái việc học mình nó mới trở nên có ích hơn. Tuổi trẻ thì mình luôn có khát khao và sáng tạo, vì vậy nên mình hãy cố gắng và thực hiện nó. Và có thể một ngày đó thì chúng ta có thể tạo ra một cái sản phẩm nào đó để giúp ích cho xã hội. Nếu tất cả các bạn có đam mê hoặc là nghiên cứu khoa học hay cố gắng tạo ra một cái gì đó cho xã hội thì hãy cứ làm và đừng sợ thất bại. Tại vì sau nhiều lần thất bại thì chắc chắn mình sẽ thành công. Ở thế hệ trẻ hiện nay, họ năng động hơn, họ chịu tìm tòi nhiều hơn, họ có những cái mà nó dễ dàng tìm kiếm thông tin hơn. Hoặc là một cái thế giới phẳng này, các bạn dễ dàng trao đổi với các thông tin với các nước khác, thì cũng từ đó các bạn có thể triển khai những cái vấn đề nghiên cứu nó mang tính thực tiễn và cái tầm nó sẽ cao hơn, không chỉ là gói gọn ở Việt Nam. Những sáng tạo khoa học, những ứng dụng thực tiễn và những trái tim trẻ đầy nhiệt huyết luôn mong muốn được cống hiến cho cộng đồng, cho xã hội. Sáng tạo độc đáo, robot cho người già ăn. Và chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với Tấn Thanh là sinh viên của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, trưởng nhóm Fitbot cũng như là người đồng sáng lập ra robot cho người già ăn. Xin được chào mừng Tấn Thanh. Em chào Hoàng Trí và chào quý vị khán giả. Điều đầu tiên thì chắc là mọi người sẽ tò mò lý do vì sao và từ đâu tụi em có cái ý tưởng để làm ra robot cho người già. Dạ, về cái ý tưởng làm ra robot cho người già ăn thì xuất phát từ thực tế là ở gia đình của bản thân các thành viên trong nhóm có các ông, các bà, các cụ bị các bệnh của người già như là tai biến hoặc là bệnh rung tay chứ, thì gặp rất là nhiều khó khăn trong cuộc sống cũng như là trong quá trình ăn uống, thì tụi em mới tìm ra một cái giải pháp nào đó để hỗ trợ cho cuộc sống của họ thôi. Ban đầu cũng không có ý nghĩ là sẽ làm ra một cái thiết bị để hỗ trợ ăn uống, thì sau cái quá trình mà tụi em đi nghiên cứu cái cuộc sống của họ thì tụi em mới đưa ra cái là cái việc ăn uống thì mình có thể thay thế được. Rồi từ đó thì tụi em mới phát triển cái ý tưởng mình dần dần lên thì mới được cái robot như ngày hôm nay. Như vậy thì cụ thể cái quá trình mà từ dự án cho đến bạn vẽ cho đến cùng ngồi với nhau và thành hiện thực thì nó trải qua thời gian bao lâu và nó có những cái xoay chuyển gì trong cái quá trình đó hay không? Từ cái lúc mà lên ý tưởng đến cái lúc mà hoàn thành thì khoảng 3 đến 4 tháng. Trong cái lúc mà tụi em làm thì tụi em phải đi thực tế ở các viện dưỡng lão để coi cái cuộc sống người ta như thế nào, mình có thể hỗ trợ cái gì, rồi các thứ cụ thể mà mình có thể hỗ trợ về ăn uống, về này kia, rồi ví dụ như là trong bữa ăn thì người ta ăn như thế nào, người ta làm bao gồm những cái gì, thì em sẽ gom hết tất cả những cái thông tin đó để tụi em đưa ra một cái thông tin cuối cùng để từ đó tụi em xây dựng cái ý tưởng. Thì trong cái quá trình làm thì tụi em dĩ nhiên là sẽ có những cái thay đổi sao trộn. Lúc đầu mình nghĩ cái này thì nó phù hợp, nhưng mà sau khi đem áp dụng thực tế thì nó lại không phù hợp với đó, thì mình phải thay đổi khoảng 3-4 lần thì nó mới hoàn thiện. Giống như là cái phần sản phẩm của tụi em thì phải qua 2 cái phiên bản thì nó mới được như hôm nay. Như vậy thì từ ý tưởng bản thảo ban đầu cho đến cái sản phẩm hiện thực lúc này là nó đã thay đổi bao nhiêu phần trăm? Ban đầu tụi em sẽ không có một cái ý tưởng cụ thể nào hết, tụi em sẽ lên rất là nhiều cái ý tưởng khác nhau, rồi em sẽ chọn trong đó để đưa ra một cái. Rồi từ cái mà em chọn đó ra tới này thì nó khoảng 40% thay đổi 40%. Dạ. Rồi tại vì nó phải thay đổi về cái hình dạng để nó phù hợp với cái thực tế và nó phù hợp với cái thẩm mỹ. Có khá là nhiều cái khó khăn tại vì mình làm cho một cái đối tượng cụ thể và cái đối tượng đó lại gặp khó khăn trong cuộc sống nữa, thì cái khó khăn nó gấp nhiều lần so với mình làm một cái vấn đề bình thường. Thì đầu tiên là khi mà tụi em tham gia thực tế thì tụi em phải đến cái nhà dưỡng lão đó, cái viện dưỡng lão đó để xem nó là như thế nào. Rồi cái đó là cái khó khăn là cái việc để tiếp cận được cái nhà dưỡng lão, thì tại vì ở trong cái nhà dưỡng lão thì người ta rất là hạn chế cái việc mình ra vô lúc mà nghỉ ngơi hoặc là ăn uống. Và cái thứ hai nữa là tụi em phải làm sao để cho nó thực tế. Khó khăn thứ ba nữa là cái việc mà phải làm sao để cái giá trị của sản phẩm về cũng như giá trị về ứng dụng của nó và cái giá trị về tiền để làm ra sản phẩm đó nó phải phù hợp. Tại vì tụi em có thể làm những cái rất là phức tạp, vẫn làm được những cái rất phức tạp, nhưng mà khi phức tạp thì cái giá tiền nó lại cao lên, thì cái việc mà nó áp dụng cho cuộc sống thì nó khó khăn hơn. Cho nên tụi em phải cân đối giữa cái việc mà làm nó mang tính ứng dụng mang tính
và thực tế nữa. Như vậy thì cái cách làm việc của các thành viên trong nhóm thì sao? Nó có đặt ra nhiều cái mâu thuẫn hay không? Bởi vì thực ra một cái dự án gì đó mới chắc chắn là chúng ta không tránh khỏi cái việc có những cái tranh cãi với nhau. Dạ đúng rồi. Thì khi mà mình làm việc nhóm thì chắc chắn là sẽ có những cái xung đột, những mâu thuẫn trong nhóm. Thì khi tụi em làm thì nhóm em sẽ chia ra, mỗi người làm một nhiệm vụ khác nhau. Khi mà làm thì tụi em làm ở trong trường, hàng ngày tụi em đến trường tụi em làm. Từ sáng đến chiều thì mỗi người sẽ làm việc nhiệm vụ của mình. Rồi buổi chiều về khi mà có thầy hướng dẫn, rồi có như cả nhóm em tập hợp lại. Rồi hôm đó có chuyện gì của bạn nào làm khâu nào thì mình sẽ đề xuất lên. Nếu mà tốt thì nhóm chấp nhận hết, còn nếu mà không tốt thì nhóm sẽ có những cái tranh luận, những cái trao đổi, rồi để đưa ra những cái kết luận cuối cùng của nhóm. Rồi nếu mà cái kết luận cuối cùng của nhóm phải để cho thầy duyệt, thầy chấp nhận cái kết luận đó thì tụi em mới bắt đầu làm tiếp. Sau rất nhiều những nghiên cứu, tìm tòi, thử nghiệm trong thực tế và cũng không ít những lần thất bại, cuối cùng sản phẩm robot cho người già ăn của nhóm bạn sinh viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh đã dần hình thành. Đó là cả một quá trình sáng tạo rất đáng trân trọng. Các bạn gần như là người mới tinh trong lĩnh vực và các bạn phải đi tìm hiểu và điều tra xã hội học khá là nhiều để đưa ra một cái phương pháp cũng như là một cái phương án thiết kế cho nó phù hợp. Thì với tư cách là một người giáo viên hướng dẫn cũng như là người trực tiếp quản lý nhóm thì mình đánh giá khá cao nhóm này. Khi tụi em làm thì được nhà trường và thầy cô cũng như là hỗ trợ nhiệt tình. Tạo ra sản phẩm này thì em cảm thấy rất là hạnh phúc và có thể giúp được một phần nào đó cho xã hội. Cái lúc khó khăn thì ai cũng cảm thấy là nản. Dạ. Nhưng mà khi mà làm thì cũng động viên nhau là mình làm mình có mục đích sẵn rồi. Mình có mục đích phía trước mình là để hỗ trợ cho người già, người bệnh Parkinson rồi, thì khi đó mình phải thôi thúc là mình phải làm cho được. Và hai nữa là cũng nhờ cái sự hỗ trợ, sự động viên của thầy, sự giúp đỡ của thầy thì tụi em mới càng ngày càng có động lực thêm động lực để mà mình làm đó. Tức là mình vẫn cố gắng để duy trì cái ý tưởng ngay từ đầu cho đến khi nó thành hiện thực. Dạ đúng rồi. Tại vì khi mà đưa vào thì nó sẽ gặp cái vấn đề là cái sản phẩm thì mình làm rồi nhưng mà người ta có chấp nhận hay không, có sử dụng hay không. Thì nhóm rất là phân vân về cái việc đó. Tại vì thực tế thì chúng ta thấy là ở trên thế giới á, cái việc mà phát triển robot để hỗ trợ về con người thì cũng đã có rất là nhiều rồi. Vậy thì đâu là một cái sự khác biệt trong những cái dự án robot của thế giới so với dự án robot cho người già ăn của nhóm em? Dạ, về cái sự khác biệt thì cụ thể là trong cái lĩnh vực mà chăm sóc cuộc sống cho người già thì trên thế giới đã có rất là nhiều rồi. Nhưng mà cái sự khác biệt là ở mỗi cái đất nước khác nhau, mỗi nền văn hóa khác nhau, người ta sẽ có những cái yêu cầu khác nhau về cuộc sống. Giống như là ở châu Âu hoặc là ở Mỹ thì cái bữa ăn người ta sẽ khác nhau, sẽ khác với bữa ăn ở Việt Nam, cho nên mình không thể đem cái con robot bên kia đem về sử dụng ở Việt Nam được. Thứ hai nữa là về cái giá thành thì với cái mức sống ở bên Mỹ và ở nước ngoài và cái điều kiện ở nước ngoài thì người ta cái giá đó nếu đem về Việt Nam thì nó sẽ rất là mắc, rất là cao, thì cái khả năng áp dụng thì nó hầu như là không có. Tụi em thì ở đây tụi em muốn làm một cái sản phẩm mà nó có thể áp dụng được cho ở Việt Nam mà cái giá là Việt Nam nữa. Đúng như tên gọi Feedbot, robot cho người già ăn mà các bạn sinh viên sáng chế đã thực sự mang lại những tính năng hữu ích và thực tế cho các cụ già ở viện dưỡng lão. Như vậy thì bây giờ cụ thể luôn, em có thể chia sẻ rằng là cái con robot cho người già ăn đó nó sẽ hoạt động như thế nào, dựa trên những nguyên lý như thế nào, và khi mà nó tiếp cận đến với những người già thì nó sẽ đảm bảo những cái bữa ăn hay là cái cách chăm sóc ra làm sao? Con robot khi mà nó hoạt động thì nó sẽ đặt ở cái vị trí mà tương tự như là cái vị trí mà mình khi mình muốn đút thức ăn cho người già, ngồi đối diện đó. Thì cái thao tác hoạt động của nó sẽ tương tự như cái thao tác mà mình ngồi mình đút cho người già. Về cái thiết bị này thì nếu mà ở cái mức trung bình thì người ta có thể điều khiển được nó. Tức là người sử dụng người ta ngồi trực tiếp điều khiển. Và thứ hai là nếu ở mức cao hơn một xíu thì nó có thể thu thập được cái tự động. Nó tự động hoạt động được. Và hai là nó thu thập được cái thông tin của bữa ăn đó trả về điện thoại di động.
cho cái người quản lý, người chăm sóc, người ta biết được thông tin của bạn đó. Và thứ ba nữa là ở cái mức cao hơn một xíu nữa thì tụi em thiết kế một cái phần mềm cho phép là người ta điều khiển từ xa, giống như là anh đang làm việc công ty giờ nghỉ trưa mà anh muốn cho người thân ở nhà ăn thì anh có thể điều khiển bằng máy tính trực tiếp qua camera. Nhưng mà anh thắc mắc một điều là ví dụ giống như là mình đi, mình là người, mình đút cho nhau ăn á, thì mình còn quan sát được cái tầm. Ví dụ như là mỗi người sẽ có một cái chiều cao khác nhau. Thì như vậy thì những cái con robot đó nó phải làm như thế nào để nó điều tiết được cái khoảng cách đút lên là đúng hay không? Đúng rồi, thì cái con robot tụi em nó sẽ có cái khoảng dao động của cái chiều cao như thế này. Tụi em đã tính nó phù hợp với cái chiều cao của người khi mà ngồi. Thì khi trong khoảng đó thì nó sẽ có chế độ để set cái chiều cao đó. Giống như là người hôm nay người này cao thì nó sẽ đưa lên ở vị trí cao, và thấp thì người ta sẽ nó sẽ đặt ở vị trí thấp hơn. Tính đến thời điểm hiện tại, con robot cho người già ăn của tụi em nó đã đến mức hoàn chỉnh luôn chưa, và mình có mong muốn là nâng cấp nó lên hay không? Đến thời điểm này thì con robot nó đã đáp ứng được những cái yêu cầu mà tụi em đã đặt ra ban đầu. Nếu mà muốn cải thiện nó thì tụi em sẽ tăng một số chức năng nó lên, giống như là có khả năng gắn thêm màn hình ở trên đó để người ta có thể vừa ăn vừa thư giãn, hoặc vừa xem TV hay xem cái gì đó. Thì cái việc đó thì nó cũng không có quá phức tạp. Thì với sự hỗ trợ của Internet thì tụi em có thể làm được cái việc mà kết nối trực tiếp cái màn hình đó với mạng, thì người ta có thể thoải mái. Giống như là có thể phát nhạc, hoặc là người ta tương tác trực tiếp. Lúc nãy em nói với anh là người ta có thể người thân có thể điều khiển từ xa, thì có thể là để cái màn hình để người ta có thể tương tác với nhau. Chúng ta đã có một cái dự án rất là hữu ích để đưa ra và phục vụ cho những đối tượng là người già rồi. Thì trong thời gian sắp tới thì nhóm của em có nghĩ rằng là mình sẽ làm thêm những cái dự án nào đó thiết thực cho những đối tượng khác hay không? Về cái dự án để thiết thực hơn thì tụi em có rất là nhiều cái ý tưởng, không những là tụi em mà ở trong trường, trong ngành, hoặc là trong phòng thí nghiệm của tụi em thì có rất là nhiều bạn có nhiều cái ý tưởng có thể hỗ trợ rất là nhiều vấn đề, giống như là hỗ trợ cho người khiếm thị, hỗ trợ cho người khiếm thính. Thì trong những trường hợp đó thì tụi em luôn đưa ra những cái ý tưởng. Cái vấn đề tụi em đang gặp là cái sự hỗ trợ của mọi người để tụi em thực hiện cái dự án đó thôi. Còn cái việc mà thực hiện dự án thì chắc chắn là tụi em sẽ có nhiều cái dự án hơn, nhưng mà nhiều dự án mới hơn để hỗ trợ cho cuộc sống. Tức là những em là những người trẻ và tụi em học chuyên ngành về kỹ thuật, về công nghệ, để chúng ta đã mang đến một cái phương tiện nào đó để hỗ trợ cho con người trong cuộc sống. Vậy thì đối với bản thân em thôi, em nhìn nhận như thế nào về thông điệp khi mà chúng ta ứng dụng cái công nghệ vào cuộc sống của con người? Đối với em là một người trẻ, một người sinh viên về kỹ thuật thì cái mong muốn lớn nhất của tụi em là có thể học được những gì ở trường và đem những cái gì đó cùng những cái kiến thức ở trường cộng với những cái khả năng, những cái sáng tạo của mình áp dụng vào cuộc sống. Thì khi mà làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn thì đó là mong muốn lớn nhất của một người sinh viên, của một người trẻ muốn dùng những cái kiến thức mình để thay đổi cuộc sống. Anh nghĩ rằng là với sự sáng tạo và tâm huyết cũng như là những cái ý nghĩ hướng về cộng đồng của nhóm tụi em, những người trẻ như vậy, thì chắc chắn là trong thời gian tới thì cũng sẽ có rất là nhiều những cái dự án, nếu như mà tụi em được sự hỗ trợ thì sẽ được cho ra mắt. Và rất là cảm ơn Thanh vì ngày hôm nay đã đến đây để chia sẻ về cái niềm đam mê của mình, đặc biệt là cái dự án robot hỗ trợ cho người già ăn, để chúng ta thấy rằng những người trẻ thì vô cùng tài năng và họ luôn hướng mình với những dự án cộng đồng. Một lần nữa xin cảm ơn em rất nhiều. Dạ, em cảm ơn. Vâng, kính thưa quý vị, thông qua câu chuyện vừa rồi thì chúng ta thấy công nghệ là một trong những cái thiết bị hỗ trợ rất là hữu ích dành cho con người. Nhưng hơn hết, những người sáng tạo và đặt để những cái công nghệ đó là những người thật sự tâm huyết. Và chúng ta thấy là những người trẻ thì luôn mong muốn là cống hiến cái sức lực, tài năng và sự sáng tạo của mình. Bên cạnh đó, họ luôn nghĩ đến cộng đồng, đến những đối tượng họ quan tâm. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị ở những câu chuyện tiếp theo.